Khánh Duy xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 256 của bộ truyện Tiên Hiệp Đế Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc của Khánh Duy. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục theo dõi diễn biến câu chuyện ngay sau đây. Lại nói lúc bấy giờ, khi nhìn thấy tiên hồ lô, Giang Nam hai mắt tỏa sáng. Cái tiên hồ lô này, miệng hồ lô đã mở ra. Hồ Thiên Tiểu Oa Nhi đúng là từ trong miệng hồ lô hóa thành một đạo tiên quang bay ra, rơi xuống đất, hóa thành trẻ mới sinh. Vừa rồi, hắn chỉ chú ý đến Hồ Thiên Tiểu Oa Nhi, không có để ý đến hồ lô tím này, lúc này mới kịp tinh tế dò xét. Chỉ thấy cái tiên hồ lô này, nội hàm thế giới như là một mảnh tiên vực thế giới mênh mông, trong đó chất chứa uy năng vô lượng. Thật là khiến người trông mà thèm. 53 đạo tiên đạo luyện là một báo, năng lượng cái bảo vật này chỉ sợ ở bên trong tiên gia chi báo ta lúc trước đã gặp qua, có thể đứng hàng top 3 rồi. Lão sư à, cái hồ lô này còn cả người nữa, ta đều muốn mượn dùng một thời gian ngắn, được không? Giang Nam tán thưởng không dứt. Hắn cũng không nói ngoa, thật sự là hắn bái kiến không ít tiên gia chi bảo, ngoại trừ đạo vương đạo kim ngọc bàn, hắn ở chấn ngục nhìn thấy không biết bao nhiêu mảnh vỡ tiên binh cùng hỗn độn cổ binh. Ở trong mắt hắn nhìn ra, có thể đứng hàng top 3 ngoại trừ tạo hóa tiên đỉnh cùng hỗn độn trảm tiên kiếm ra, liền thuộc cái tử tiên hồ lô này. Hắn đem hồ lô tính cả Tiểu An Nhi cùng một chỗ nhắc tới. Tiểu An Nhi kia như trước ôm hồ lô không chịu buông tay. Giang Nam đem Tiểu An Nhi này tính cả tiên hồ lô cùng một chỗ phóng ở đầu vai của mình, cười nói: một trận chiến cuối cùng trong hạo kiếp này lại có thể nào thiếu được ta và ngươi đây? Ngươi nói có đúng hay không, Hồ Tiên lão sư? Tiểu nãi hoa kia kháng nghị nói: ta hiện tại còn không cách nào vận dụng tiên đạo, tế không nổi từ tiên hồ lô, không bằng chờ đợi vài năm đi. Đợi vài năm, lúc đó thì cốt của đạo vương cũng đã nguội lạnh rồi. Giang Nam cười ha ha, hướng Thiên Vi nói: phu nhân, ngươi lưu lại trấn thủ chư thiên, ta mang theo Tiểu Oa Nhi này đi gặp địa ngục chư hoàng. Thiên Vi chần chừ nói: hắn nhỏ như vậy đi ứng chiến với chư hoàng, có thể xảy ra vấn đề gì hay không đây? Không, hẳn là địa ngục chư hoàng, xảy ra vấn đề gì mới phải. Giang Nam mang theo Tiểu Oa Nhi này phiêu nhiên rời đi. Mà ở bầu trời giao hòa chi địa, chư hoàng chư đế đại chiến đã xuất hiện thương vong. Địa ngục chư hoàng với công Giang Tuyết dĩ nhiên xuất hiện chết tổn thương. Càn Chí Ma Hoàng cùng Băng Liên Ma Hoàng một trước một sau chết dưới tay Giang Tuyết. Mà vào lúc này, Minh Hải Vạn Ngục Ấn đột nhiên chấn động. Chỉ thấy ở bên trong cái thiên đạo chí bảo khổng lồ vô cùng này, Minh Hải bốc lên là có hai ma hoàng đi ra. Rõ ràng là hai người Càn Chí Ma Hoàng cùng Băng Liên Ma Hoàng vừa mới chết ở trong tay Giang Tuyết. Sao? Đây là... chư thiên chư đế đang chinh chiến, chém giết thấy thế, nguyên một đám trong nội tâm phát lạnh. Sức mạnh tạo hóa to lớn của Minh Hải Vạn Ngục Ấn sao? Bên trong chiến trường, Hoàng Tuyền Ma Hoàng cùng Minh Thổ Đại Đế giao đấu chính là cường giả có thể đếm được bên trong địa ngục. So với Sâm La Ma Hoàng, vẹn vẹn yếu đi một bậc. Bất quá, so sánh với Minh Thổ Đại Đế, hắn vẫn là thua kém một phân. Vị Ma Hoàng này bị đánh chết ở bên trong Minh Thổ thập bát trọng thế giới. Ngay cả thần tính cũng bị đánh nát. Minh Thổ Đại Đế đang muốn thúc giục Minh Thổ thế giới chi lực, đem vị Ma Hoàng này cưỡng ép hóa thành vong linh trong Minh Thổ thế giới. Đột nhiên Minh Hải Vạn Ngục Ấn chấn động, một cỗ tạo hóa chi lực cường đại đến cực điểm truyền đến, đem thần tính Hoàng Tuyền Ma Hoàng mà cuốn đi. Tạo hóa chi lực sao? Minh Thổ Đại Đế buồn vô cớ thở dài, ngưng mắt hướng Minh Hải Vạn Ngục Ấn nhìn lại, chỉ thấy bên trong ấn Minh Hải sinh sóng, Hoàng Tuyền Ma Hoàng lại êm đẹp xuất hiện, lần nữa hướng hắn giết đến. Mà ở bên cạnh, Thần Võ Đại Đế toàn thân tràn máu, liều chết chiến một trận, rốt cục đem khu thần ma hoàng mà đánh chết đi. Hắn chính là cường giả cận chiến. Ở dưới cận chiến, các loại pháp bảo ra hết,
khu thần ma hoàng so với hắn cũng không kém cỏi, nhưng vẫn là ngã vào dưới chân của hắn. Bất quá thần võ đại đế cũng lọt vào trọng thương, quanh thân hoàng đạo văng tung tóe, một thân thân đạo tổn thương. Sau đó ở bên trong Minh Hải Vạn Ngục Ấn lại có một khu thần ma hoàng giết ra, hướng hắn giết tới. Thần võ đại đế cắn răng nghênh tiếp, nhưng lại toàn diện rơi vào hạ phong, bị khu thần ma hoàng đánh bay, người ở giữa không trung thổ huyết không ngừng. Các vị đạo hữu, chư thiên vạn giới, thiên đạo của các ngươi không được trọn vẹn, tại sao lại cùng chúng ta đấu lại đây? Khu thần ma hoàng cười ha ha, hướng thần võ đại đế điên cuồng công kích, hung hãn không sợ chết cười nói: Hoàng đạo chúng ta ký thác vào bên trong Minh Hải Vạn Ngục Ấn kia, Minh Hải Vạn Ngục Ấn cũng biết đây là cuộc chiến chính thống, cuộc chiến sinh tử tồn vong, toàn lực phục sinh chúng ta. Chúng ta có thể chết đi, sau khi chết đi lại có thể phục sinh, mà các ngươi chết liền hồn phi phách tán, thân tử đạo tiêu. Một trận chiến này các ngươi phải thua không thể nghi ngờ. Thông Ngu đại đế nghênh chiến Tử Viên Ma Hoàng, Tôn Viêm đại đế nghênh chiến Vĩnh Hằng Ma Hoàng, Cửu Tiêu đại đế nghênh chiến Vô Ưu Ma Hoàng, Mạc Cảnh Thiên đại đế nghênh chiến Quất Hoàng, Địa Hoàng đại đế nghênh chiến Nguyên Ma Thánh Mẫu, Ngọc Chân đại đế nghênh chiến Minh Giới Ma Hoàng. Có người chiếm cứ thượng phong, có người rơi vào hạ phong. Địa Ngục Chư Hoàng cũng là tồn tại chuyển thế, so với bọn hắn không yếu hơn chút nào. Bọn hắn muốn chém giết đối thủ, tất nhiên phải trả một cái giá rất lớn mới có thể làm được. Hơn nữa, thậm chí bọn hắn cũng sẽ bị đối thủ chém giết. Chi tranh chính thống liều chết chiến một trận. Thế nhưng khi tất cả mọi người thấy một màn như vậy, không khỏi sinh lòng tuyệt vọng. Trong địa ngục có thiên đạo nguyên vẹn, thiên đạo chí bảo nguyên vẹn. Ma Hoàng đem hoàng đạo bản thân ký thác vào bên trong thiên đạo chí bảo, lúc mới vừa bị giết sẽ được Minh Hải Vạn Ngục Ấn phục sinh, mà bọn hắn chết đi sẽ xong hết mọi chuyện. Một trận chiến này còn đánh thế nào được đây? Ngọc Chân đại đế thở dài lẩm bẩm nói: Cùng hắn đối chiến, Minh Giới Ma Hoàng có công không thủ, toàn lực thúc giục hoàng đạo cực binh Táng Tiên Các, đồng thời cận thân chiến một trận. Ngọc Chân đại đế chiến ý sa sút, trở tay không kịp, bị Tiên Các định trụ thân thể, lập tức bị Minh Giới Ma Hoàng một chưởng khắc cả ngực, lập tức quanh thân từng đạo hoàng đạo bị đánh cho nát bấy. Ầm ầm. Táng Tiên Các rơi xuống, đem Ngọc Chân đại đế thu nhập bên trong tòa lầu các này. Ngọc Chân đạo hữu! Thông Ngu đại đế gầm lên, bước lui Tử Viên Ma Hoàng, hướng Minh Giới Ma Hoàng công tới. Một cây thần thụ hướng Táng Tiên Các xuất ra, bành bành liên tục cùng Táng Tiên Các va chạm không biết bao nhiêu lần, ý đồ cứu Ngọc Chân đại đế. Tử Viên Ma Hoàng tiến lên hoàng đồ, đỉnh đầu thâm uyên truyền đến lực hút khủng bố, nát bấy hết thảy. Hoàng đồ một cuốn, đem Thông Ngu đại đế thu nhập vào bên trong hoàng đồ. Chỉ thấy trong hoàng đồ một ma đế thân hình phục sinh vây công Thông Ngu. Đột nhiên trong hoàng đồ một căn tiết trượng bay ra, hóa thành một đạo cầu gỗ. Thông Ngu đại đế trèo lên cầu, cất bước thiết ra hoàng đồ. Lại vào lúc này, ma uyên rơi xuống hướng hắn cháo rơi, muốn đem hắn thu nhập bên trong ma uyên. Thông Ngu đại đế quát tháo, vỗ đỉnh đầu, từng đạo hoàng đạo hóa thành một cây bảo thụ. Bảo thụ sinh hoa, nhiều đóa đại hoa như cùng một cái thế giới nâng lên ma uyên, để cho ma uyên không cách nào rơi xuống. Mà hắn vẫn còn thúc giục thần thụ của mình đi công kích Minh Giới Ma Hoàng Táng Tiên Các, nghĩ cách cứu viện Ngọc Chân đại đế. Thời điểm hắn sắp sửa thoát ly hoàng đồ, đột nhiên một bàn tay bay tới, hung hăng khắc cửa hậu tâm Thông Ngu đại đế. Thông Ngu đại đế gào thét, hậu tâm hở ra, hậu tâm hóa thành một thân cây, cây khô, đón đỡ một kích này của Tử Viên Ma Hoàng. Bành! Gỗ vụn cùng huyết nhục hỗn hợp cùng một chỗ hướng ra phía ngoài tung bay. Thông Ngu đại đế thổ huyết ngã vào bên trong hoàng đồ. Mà vào lúc này, Táng Tiên Các chấn động, một bộ đạo y từ trong Táng Tiên Các ngã xuống, đúng là hộ thể pháp bảo của Ngọc Chân đại đế, Ngọc Chân đạo y. Cảnh Thiên đại đế khóc lớn: Ngọc Chân đạo hữu! Tôn Viêm đại đế, Địa Hoàng đại đế, Cửu Tiêu đại đế, Thần Võ đại đế trong lòng chấn động, nguyên một đám bi phẫn thét dài. Bảy đế bọn hắn cảm tình sâu đậm, ở bên trong Vọng Thiên Đài, bọn hắn trao đổi luận đạo có mấy trăm vạn, thậm chí mấy ngàn vạn năm giao tình. Hôm nay Ngọc Chân đại đế chết ở trong Táng Tiên Các, trong nội tâm bọn hắn há có thể không bi ai, há có thể không đau được đây? Sầm La, chết đi! Tinh Quang đại đế giận dữ quát tháo, quần quận tinh hà
đem Sâm La Ma Hoàng quấn lấy, toàn lực ra tay. Sâm La Ma Hoàng cười ha ha, vạn cánh tay mở ra, vẻ mặt hưng phấn cười nói: Tình Quang, pháp lực của ta không kém ngươi bao nhiêu, ngươi giết không được ta đâu. Cho dù ngươi có thể giết được ta, ta có thiên đạo, chí bảo, Minh Hải Vạn Ngục Ấn, ta cũng sẽ không chết đâu. Lão Tổ, ra tay! Tinh Quang Đại Đế đột nhiên quát lớn. Phía sau hắn, quan tài bằng vàng chấn động. Một lão giả cao gầy đột nhiên từ trong quan tài từ từ bay lên. Một đạo kiếm khí hướng Sâm La Ma Hoàng bị nhốt trong tinh hà chém tới. Thiên ý lão tổ sao? Trong nội tâm Sâm La Ma Hoàng cả kinh, vội vàng toàn lực dãy giụa, ý đồ dãy giụa Tinh Quang Đại Đế trói buộc, lạnh lùng nói: Thiên ý lão quỷ, ngươi cho dù chém ta cũng vô dụng thôi, bởi vì có Minh Hải Vạn Ngục Ấn, ta là bất tử chi thân. Thiên ý chảm tam sinh. Thiên ý lão tổ, một đạo kiếm khí chém rụng, chạm ở trên người Sâm La Ma Hoàng, lạnh lùng nói: Một kiếm chảm ngươi kiếp trước đi. Thân hình Sâm La Ma Hoàng đại chấn, chỉ cảm thấy kiếm quang chém xuống, lông tóc mình ít bị tổn thương, thế nhưng mơ hồ trong đó phảng phất đã mất đi cái gì đó. Tất cả các loại ở kiếp trước đều trở nên một mảnh hỗn độn. Xoẹt, lại có một kiếm chém xuống. Thiên ý lão tổ lạnh lùng nói: Kiếm thứ hai chạm kiếp sau của ngươi. Thân hình Sâm La Ma Hoàng rung mạnh, như trước lông tóc không bị tổn thương, thế nhưng bên trong tối tăm chỉ cảm thấy tiền đồ của mình bao la mà mịt một mảnh, nhìn không tới bất luận sinh cơ gì. Trong nội tâm không khỏi hoảng sợ, toàn lực chấn động tu vi, rốt cục đem tinh hà quấn quanh chấn vỡ, hướng Minh Hải Vạn Ngục Ấn bay đi. Kiếm thứ ba chạm ngươi kiếp này. Thiên ý lão tổ hét lớn, kiếm thứ ba bay ra, kiếm quang sáng như tuyết quay chung quanh thân hình Sâm La Ma Hoàng khẽ quấn. Sâm La Ma Hoàng vặn cánh tay đoạn đi, bị gọt thành côn, đón lấy đầu lâu chảy xuống. Trong mi tâm xuất hiện một vết kiếm, ngay cả thần tính vô cùng khủng bố của hắn cũng bị một kiếm chém giết, hồn phi phách tán. Minh Hải Vạn Ngục Ấn chấn động, sau một lúc lâu như trước không thấy Sâm La Ma Hoàng từ đó đi ra. Sâm La Ma Hoàng đã chết, chết ở phía dưới Thiên Ý lão tổ. Thiên ý chảm tam sinh, thiên ý chảm tam sinh, chảm hắn kiếp trước, kiếp sau, lại chảm kiếp này. Ngay cả sức mạnh tạo hóa to lớn của Minh Hải Vạn Ngục Ấn cũng không cách nào cứu vãn tính mạng của Sâm La. Bức tràng diện này để cho chư thiên vạn giới, rất nhiều đại đế tinh thần chấn động, chợt cảm thấy có hy vọng thắng lợi. Thiên ý lão tổ phát ra ba kiếm, kiếm chảm Sâm La Ma Hoàng, vị tồn tại vô cùng cường đại này uy phong lẫm lẫm, sau đó chìm nghỉm trong kim quan nói: Sự tình phía sau giao cho các ngươi. Trong nội tâm chư đế cả kinh. Thiên ý lão tổ có thể khắc chế Minh Hải Vạn Ngục Ấn, tạo hóa chi lực, như thế nào lại không tiếp tục chiến đấu nữa đây? Mà Tinh Quang Đại Đế lại lòng dạ biết rõ, Thiên ý lão tổ ba kiếm được vinh dự ba kiếm mạnh nhất, cùng thiên đao nổi danh. Bất quá nếu bàn về lực công kích, Thiên ý kiếm lại vượt xa trên thiên đao đạo. Thế nhưng Thiên ý lão tổ có một tai hại lớn nhất là ba kiếm này chém xuống, pháp lực của hắn liền tiêu hao không còn. Sau ba kiếm, hắn không còn bao nhiêu chấn lực nữa. Thiên ý chản tam sinh vô cùng kinh diễm, thế nhưng Thiên ý lão tổ chìm vào trong kim quan. Chư đế đối mặt như cũ là khổ chiến. Huyền Hoàng lão tổ nhíu mày, chỉ đem đối thủ kích thương, cũng không đánh chết, suy yếu chấn lực của đối thủ. Bất quá, hắn nghênh chiến 10 ma hoàng cũng là lọt vào trong trọng thương. Chư vị, kích thương đối thủ, không cần giết bọn chúng đi, chỉ cần không giết bọn chúng liền không cách nào mượn nhờ Minh Hải Vạn Ngục Ấn phục sinh được. Huyền Hoàng lão tổ cao giọng quát. Giang Tuyết cũng là như vậy, chỉ đem đối thủ đánh trọng thương, lại không tiêu diệt đối thủ, miễn cho đối phương ngóc đầu trở lại. Thế nhưng đối phương cũng là tồn tại hoàng đạo cực cảnh, lưu thủ không giết, bọn hắn cũng là cố hết sức vạn phần, hơi không cẩn thận sẽ lọt vào trọng thương. Tinh Quang Đại Đế không hổ danh là tồn tại có pháp lực mạnh nhất. Chém Sâm La Ma Hoàng xong, hắn lập tức đuổi đi cứu Thông Ngô Đại Đế. Hai đại đế liên thủ đem Tử Viên Ma Hoàng đánh cho trọng thương. Tử Viên Ma Hoàng cười lạnh, Ma Uyên chấn động mạnh một cái, đem mình chấn đến nát bấy. Lập tức Minh Hải, trong Minh Hải Vạn Ngục Ấn chấn động. Tử Viên Ma Hoàng ở dưới trạng thái toàn thịnh phục sinh, lần nữa đánh tới. Rất nhiều ma hoàng khác thế thế, nguyên một đám tự vận mà chết đi. Mượn nhờ uy năng Minh Hải Vạn Ngục Ấn khôi phục đến trạng thái toàn thịnh, lần nữa vây công chư đế. Mặc dù là Giang Tuyết, Huyền Hoàng lão tổ, Tinh Quang Đại Đế, Minh Thổ Đại Đế, tồn tại tuyệt cường bậc này cũng lọt vào trọng thương. Thiên đạo chí bảo nguyên vẹn,
thật sự quá mạnh, căn bản không cách nào chống lại được. Trong nội tâm chư đế đắng chát vạn phần. Tôn Viêm đại đế quát to một tiếng, Tôn Viêm thần lô rút cục bị Vĩnh Hằng Ma Hoàng đánh nát. Tinh Quang đại đế cứu viện không kịp, chỉ thấy Tôn Viêm đại đế bị Vĩnh Hằng Ma Hoàng liều chết chiến một trận. Hai hoàng đạo cực cảnh cương giả đồng quy vu tận. Đón lấy Vĩnh Hằng Ma Hoàng cười ha ha, ở trong Minh Hải Vạn Ngục Ấn phục sinh, tiếp tục mà đánh tới. Hai đại đế đã chết, một trận chiến này Địa Ngục Chư Hoàng đã chiếm cứ thượng phong, hình thành xu thế vây quét đối với chư đế. Giết! Minh Hải Vạn Ngục Ấn chấn động, đem đạo Kim Ngọc Bàn mà đạo vương luyện thành tiên khí toàn diện áp chế xuống. Chư đế gặp áp lực càng lớn, càng mạnh hơn nữa, liên tiếp bại lui. Lại vào lúc này, chỉ nghe xẹt một tiếng, âm thanh đại kỳ phần phật truyền đến. Chỉ thấy một mặt kim bảng phi đến, kim bảng chấn động, cùng Minh Hải Vạn Ngục Ấn va chạm. Đạo Kim Ngọc Bàn cùng mặt kim bảng kia liên thủ, rốt cục ngăn lại uy năng của Minh Hải Vạn Ngục Ấn. Thiên giới phong thần bảng sao? Là Tịch Cứng Tình hay Hoàng Tổ đấy? Hai thân hình cường đại đánh tới, sắp nhập chiến cuộc, thẳng hướng minh giới Ma Hoàng. Đúng là biển ngạn thế giới Hoàng Tổ thần đế cùng Tịch Cứng Tình. Tịch Cứng Tình chứng đế 7 lần, bản thân liền đồng đẳng với một tồn tại hoàng đạo cực cảnh. Mà Hoàng Tổ thì là ở trong biển ngạn thế giới ký thác hoàng đạo, thành tựu hoàng đạo cực cảnh. Tịch Cứng Tình triển khai áo khoác của mình như là một mặt đại màn che khuất minh giới Ma Hoàng. Ở trong Minh Hải Vạn Ngục Ấn phiêu đãng, đại màn hạ xuống, Hoàng Tổ, Tịch Cứng Tình cùng minh giới Ma Hoàng đại chiến, ba tồn tại giết đến long trời lở đất. Minh giới Ma Hoàng thổ huyết, liều chết chiến một trận, đem Tịch Cứng Tình cùng Hoàng Tổ đánh cho trọng thương, sau đó ngã vào phía dưới hai tồn tại công kích. Minh giới Ma Hoàng đẫm máu ngã xuống cười nói: "Ta sẽ trở về tiêu diệt các ngươi." "Sao? Người sống không được rồi, đổi trắng thay đen." Tịch Cứng Tình xóa đi vết máu ở khóe miệng, áo khoác phiêu phù ở trên không đột nhiên chấn động, pang một tiếng, chỉ thấy biển ngạn thế giới từ dưới áo khoác xuất hiện, pang một tiếng thu minh giới Ma Hoàng vào bên trong biển ngạn thế giới. Ầm ầm. Biển ngạn thế giới bạo toái, quy về hỗn độn hồng mông. Minh giới Ma Hoàng triệt để bị diệt sạch ở bên trong hỗn độn. Địa Ngục Chư Hoàng cười lạnh, Vĩnh Hằng Ma Hoàng đánh tới. Biển ngạn thế giới bị hủy, ta nhìn bọn ngươi còn phá vỡ Minh Hải Vạn Ngục Ấn như thế nào đấy. Biển ngạn thế giới tan vỡ, Hoàng Tổ lập tức từ hoàng đạo cực cảnh ngã xuống. Từ hoàng đạo cực cảnh biến thành một thần đế, thực lực đại tổn. Đối mặt Vĩnh Hằng Ma Hoàng sẽ là cực kỳ hung hiểm. Bất quá cũng may, Tịch Cứng Tình tuy cũng là một thần đế, thế nhưng bởi lần chứng đế, thực lực không kém hơn hoàng đạo cực cảnh cường giả. Trận đại chiến này vẫn là đối với chư đế bất lợi. Tịch Cứng Tình tế lên thiên giới phong thần bảng, cùng đạo vương đạo Kim Ngọc Bàn chung một chỗ. Tuy có thể gánh vác được Minh Hải Vạn Ngục Ấn, nhưng uy năng thiên giới phong thần bảng không cách nào hoàn toàn phát huy ra, cũng không cách nào áp chế uy năng của Minh Hải Vạn Ngục Ấn. Loại tình huống này tiếp tục càng lâu, đối với chư thiên chư đế liền càng hung hiểm. Mà vào lúc này, đạo vương cùng đô thiên thần đế đại chiến cũng đã đến thời khắc kịch liệt nhất. Đạo vương luyện thành 9 đại tiên đạo, từ 5.400 vạn năm trước cũng đã có năng lực phi tiên, chỉ vì cổ tiên hạo kiếp mới không thể không ở lại hạ giới. Thực lực của hắn cho tới nay đều được công nhận là chư thiên vạn giới đệ nhất nhân. Đô thiên thần đế, hỗn độn cổ thần, người sáng lập luyện thiên đại trận, luyện hóa 4 địa ngục ma tiên đến luyện thành tiên đạo của mình. Tồn tại luyện thiên đại trận bậc này thậm chí có thể bao phủ vũ trụ, đem thiên đạo để luyện ra, luyện chế thành thiên đạo chí bảo. Sự cường đại của hắn cũng là chân thật đáng tin. Luyện chết 4 ma tiên đã chứng minh chiến lực của hắn. Hai người bọn họ đại biểu cho hạ giới có khả năng đạt tới thành tựu chí cao, mà bọn hắn là người được thành tựu chí cao. Bọn hắn nhất cử nhất động đều chất chứa tiên uy vô cùng khủng bố. Động tĩnh tầm đó, tiên quang bốc lên, trong tiên quang ẩn ẩn hiển hiện nguyên một đám thế giới, chất chứa thế giới chi lực vô cùng khủng bố, tựa hồ có được uy năng khai thiên tích địa. Hai người bọn họ công kích, mặc dù là tiên giới hàng rào cũng không chịu nổi, bị oanh ra nguyên một đám khe hở. Trong cái khe kia, tiên đạo ở trong đó rung chuyển, từng đạo tiên lôi đánh xuống. Tiên giới ngăn cách vì hai vị tồn tại cách tiên giới quá thân cận, làm cho tiên phạt truyền đến. Nếu chỉ oanh kích tiên giới hàng rào còn không có tiên phạt, thế nhưng không phải tiên nhân, nếu tiếp cận tiên giới sẽ lọt vào công kích. Cường giả hạ giới chỉ có khiêu thoát thiên đạo, đem hoàng đạo hóa thành tiên đạo
mới được tiên giới đón nhận, nhận đồng mới có thể phi thăng thượng giới. Loại tiên kiếp này, Giang Nam từng ở trong lục đạo tiên luân thế giới trải qua, bất quá Đạo Vương cùng Đô Thiên Thần Đế lại không có trải qua. Đạo Vương cùng Đô Thiên Thần Đế tuy đều có được tiên đạo, nhưng Đô Thiên Thần Đế là luyện chết ma tiên khác, cưỡng đoạt mà đến tiên đạo, không được tiên giới tán thành. Mà Đạo Vương tuy là đã luyện thành 9 đại tiên đạo, nhưng hắn chủ yếu là bởi vì tư chất của hắn kinh người, tài tình kinh người. Hơn nữa, hắn tu luyện công pháp cực kỳ cường đại, lại để cho hắn tuy không phải tiên nhân, lại đạt tới trình độ tiên nhân, cũng không nhảy ra khỏi tiên đạo, bởi vậy được xưng là tiên trung thần. Từng đạo tiên lôi kia hóa thành trung, đỉnh, lâu, tháp, vân vân, các hình thái có được quy năng vô biên, mặc dù là Đạo Vương cùng Đô Thiên cũng không dám quá phận mà tiếp cận. Hai người triển khai toàn bộ chiến lực, trận đại chiến này là cuộc chiến sinh tử của bọn hắn, không được phép lưu thủ. Đạo Vương không có đạo kim ngọc bàn, cũng không thể so với lần trước cùng Đô Thiên Thần Đế giao thủ yếu đi bao nhiêu. Tâm cảnh của hắn đã trải qua thay đổi rất nhanh, kinh nghiệm Hồ Thiên Chi Tử đến Hồ Thiên Phục Sinh ma luyện như là Phượng Hoàng dục hỏa trùng sinh, tâm cảnh của hắn đã sớm tăng lên tới tiên nhân chi cảnh. Thực lực của hắn so với lúc trước càng tăng kinh khủng, vậy mà dưới tình huống không cần đạo kim ngọc bàn, cái tiên khí này cũng chiếm cứ thượng phong. Mà Đô Thiên Thần Đế cùng hắn quyết đấu thì đồng thời gồm nhiều mặt sở trường của tiên nhân pháp lực thần thông cùng hỗn độn của thần, hơn nữa hắn còn có được thân thể mà Đạo Vương không cách nào so sánh. Thần thông của hắn cường đại vô cùng, thậm chí còn có tiên khí trong tay, hơn nữa là tứ đại tiên khí, đúng là pháp bảo của bốn ma tiên chết ở phía dưới luyện thiên đại trận. Bất quá ở trước công kích của Đạo Vương, tiên đạo cùng tiên khí của hắn lộ ra có chút buồn cười, có chút lực bất tòng tâm. Mặc dù là đã luyện hóa được tiên đạo của người khác, đạt được tiên khí của người khác, hắn như trước so với Đạo Vương yếu hơn một bậc. Hắn liên tiếp bại lui, Đạo Vương thì vững bước đẩy mạnh, bắt đầu vững vàng bố trí xuống thiên la địa võng, mà Đô Thiên Thần Đế thì là cá bơi trong lưới của hắn. Bước chân của hắn tiến lên cực kỳ vững chãi, tiên đạo may múa, muốn đem đầu cá này lưới lại một lần hành động mà bắt giết đi. Trên thực tế, Đô Thiên Thần Đế cũng cảm giác được hành động dần dần trở nên gian nan, mình có thể thi triển biến hóa càng ngày càng ít, có khả năng chuyển rời vị trí càng ngày càng ít đi. Xem ra Thái Hoàng luyện hóa ngươi hơn 60 năm, chẳng những không có cho ngươi lùi bước lại, ngược lại làm cho ngươi tiến bộ rất nhiều. Đô Thiên Thần Đế cảm khái, đột nhiên Minh Hải Vạn Ngục Ấn chấn động, một cỗ uy năng kinh khủng hướng Đạo Vương oanh khứ. Đạo Vương đưa tay đối chiến một kích này, thân hình khẽ run, tiên đạo biến thành lưới, lập tức xuất hiện một lỗ thủng. Đô Thiên Thần Đế cười ha ha, thừa cơ mà thoát khốn mà ra, trưởng thanh cười nói: Đạo Vương, xem ra ngươi vẫn là muốn hùng cứ vị trí đệ nhất nhân rồi. Ta thừa nhận ta không phải đối thủ của ngươi, bất quá đáng tiếc chính là một trận chiến này ngươi nhất định phải thua thôi. Đạo Vương cất bước đánh tới, lạnh nhạt hỏi: Tại sao? Bởi vì... Đô Thiên Thần Đế không hề nhượng bộ, cười ha ha nói: Địa ngục cổ tiên đã bắt đầu chú ý tới một trận chiến này rồi. Bầu trời đột nhiên kịch liệt rung chuyển, lại có một cái khe hở mở ra. Chỉ thấy trong cái khe hở, một kiện tiên khí tản mắt ra tiên uy trầm trọng bay ra, hình như một cây cung, đeo một túi tên, trong đó có 9 mũi tên hướng Minh Hải bên trong Minh Hải Vạn Ngục Ấn rơi xuống. Mà ở phía trên Minh Hải, đột nhiên chỉ nghe răng rắc một tiếng vang thật lớn, biển cả vỡ ra, một tòa tế đàn cự đại hiển hiện, vẫn đang không ngừng tế tự tiên giới địa ngục ma tiên. Long cong long cong, cái tiên cung kia rơi xuống, phiêu phù ở trên không tế đàn. Cùng lúc đó, Vô Ưu Ma Hoàng đang cùng Cửu Tiêu Đại Đế quyết đấu, bị Tinh Quang Đại Đế đánh trọng thương. Vị ma hoàng này tự vận mà vong, sau một khắc xuất hiện ở trong Minh Hải Vạn Ngục Ấn. Vô Ưu Ma Hoàng leo lên tế đàn, gỡ xuống tiên cung, dâng cung dẫn tên, mũi tên quang lóe lên thẳng đến Cửu Tiêu Đại Đế mà đi. Cửu Tiêu Đại Đế quát chói tai, La Thiên Điện bay lên nghênh tiếp một mũi tên này. Mà tinh hà quanh thân Tinh Quang Đại Đế cuốn động, tinh hà hóa thành một cái cối xay cự đại ngăn ở phía trước mũi tên. Oanh! La Thiên Điện bị mũi tên bắn trúng, đột nhiên nổ tung. Cái hoàng đạo cực binh này vậy mà không có thể ngăn lại một mũi tên này. Ầm ầm! Tinh hà bị mũi tên bắn trúng bạo toái, Tinh Quang Đại Đế cũng không khỏi thân hình chấn động, khí huyết như là đại dương mênh mông rung chuyển không ngừng. Hai đại đế nhịn không được
ngay ngắn nhổ ra một ngụm máu tươi. Có thể ngăn lại một mũi tên của tiên cung đã là không kém rồi. Vô Ưu Ma Hoàng cười ha ha, lần nữa dâng cung dẫn tên, lại là một mũi tên hướng hai đại đế vọt tới. Hắn cười nói, bất quá các người có thể đỡ nổi mấy lần đây. Hai đại đế từng người thi triển toàn lực, dốc sức liều mạng chống cự, nhưng cây cung này chính là tiên khí, mũi tên cũng là tiên khí, chính là địa ngục ma tiên truyền xuống, là lợi hại bậc nào đây? Bành bành, thân thể hai đại đế nổ tung, lúc lần nữa khôi phục thân thể, quanh thân hoàng đạo đều trở nên rách tung tóe, lọt vào trọng thương. Không tệ. Vô Ưu Ma Hoàng tán thưởng một tiếng, lần nữa dẫn cung cười nói, lúc này đây, tiến đưa các người trở về vị trí cũ thôi. Ô hay một tiếng, mũi tên bắn ra, tiên quang rực rỡ như là một ánh mặt trời nhu hòa ngày xuân, nhưng lại mang theo khí tức tuyệt diệt vô tận, thẳng đến hai đại đế vừa mới khôi phục thân thể. Đây là tử vong chi tên, một mũi tên này tinh quang đại đế cùng cửu tiêu đại đế rốt cuộc không cách nào ngăn lại. Đô Thiên Thần Đế bị đạo vương đánh cho thổ huyết, nhưng lại nở nụ cười nói, đạo vương, ngươi bây giờ đã biết được rồi, địa ngục chư tiên sẽ không ngồi nhìn ta bị thua, bởi vì nếu ta bị thua, địa ngục liền sẽ thua. Bọn hắn tất nhiên sẽ ban thưởng tiên khí, lực vãn trận chiến cuộc này. Mà chư đế vừa chết đi, chư hoàng liền có thể toàn lực thúc giục Minh Hải Vạn Ngục Ấn đem ngươi chấn sát được rồi. Đạo vương do dự thoáng trong giây lát, đang muốn ra tay đối chiến một mũi tên này, miễn cho tinh quang đại đế cùng cửu tiêu đại đế tử kiếp. Bất quá hắn đây cũng là mạo hiểm, nếu xuất thủ cứu nhị đế, hắn cũng sẽ bị Đô Thiên đánh trọng thương. Đô Thiên so với hắn yếu hơn, nhưng chỉ là một phần, nửa phần, nhất định sẽ bắt được cơ hội này. Mà vào lúc này, Giang Tuyết dung nhan khẽ biến, đột nhiên làm ra quyết định, quát tháo nói, La Thiên, mau đến. La Thiên cao cao tại thượng, phía trên chư thiên đột nhiên kịch liệt chấn động. Tòa La Thiên vô cùng cự đại này như muốn nghiêng đi, thân sen khởi động La Thiên đột nhiên bẻ gãy, toàn bộ La Thiên lại muốn từ chư thiên bay ra. La Thiên khẽ động không phải chuyện đùa, lực lượng La Thiên khủng bố nghiêng mà xuống, cuồn cuộn dũng mãnh vào trong cơ thể của Giang Tuyết, làm cho tu vi pháp lực của nàng bạo tăng, lấy tay liền hướng mũi tên kia chộp tới. Chư hoàng vây công nàng thừa cơ xông tới, từng đạo công kích để cho Giang Tuyết cũng nhịn không được mà thổ huyết ra. Đối với một mũi tên này, nàng là tình thế bắt buộc, tất nhiên muốn ngăn lại, vô luận như thế nào cũng không thể khiến hai đại đế vẫn lạc được. Chư hoàng đại hỷ, hậu thổ phàng lạnh lùng nói, thừa dịp hiện tại tiêu diệt Đông Cực nào. Sao, đánh tỉ ta, các người đã hỏi qua ta chưa? Đột nhiên một thanh âm chuyển đến, sau một khắc, hậu thổ phàng bao gồm các hoàng đạo công kích nhao nhao rơi vào sau lưng Giang Tuyết, đột nhiên xuất hiện trên người một thư sinh tuổi trẻ. Rầm rầm rầm, chư đế công kích là mãnh liệt bậc nào, đánh cho thư sinh tuổi trẻ quanh thân vô số đại đạo bốc lên, lại thủy chung vững vàng không lùi. Huyền Thiên giáo chủ sao? Bọn người hậu thổ phảng trong lòng một mộng, vội vàng nhìn lại, chỉ thấy Giang Nam quần áo phần phật, lông tóc không bị tổn thương, hơn nữa đầu vai còn ngồi một đứa trẻ mới sinh trắng nõn như là viên thịt, ôm một cái hồ lô hình dáng bình sữa, để cho chư hoàng sắc mặt trở nên vô cùng cổ quái. Thân thể tên này như thế nào trở nên mạnh mẽ như vậy? Chẳng lẽ tên này chứng tiên rồi hay sao? Nếu không làm sao có thể ngăn trở công kích của chúng ta được? Thậm chí ngay cả đứa trẻ mới sinh kia cũng bị hắn bảo vệ được sao? Bàn tay Giang Tuyết giờ phút này đã bắt lấy mũi tên kia, không khỏi kêu rên lên một tiếng. Tay ngọc thon thon bị chấn đến huyết nhục vẩy ra, mà mũi tên kia chỉ là thoáng bị ngăn trở, như cũ bắn về phía tinh quang đại đế cùng cửu tiêu đại đế. Bên người Giang Tuyết, một cái đại thủ khác thò ra bắt lấy mũi tên. Cái mũi tên này có chút dừng lại, rút cục bị hai người bắt lấy. Địa ngục phi thăng ma tiên, ban thưởng tiên gia chi bảo sao? Bàn tay bắt lấy mũi tên kia đúng là Giang Nam. Hắn bất không đại đạo là cường đại cỡ nào để cho nhục thể của hắn bất không bất diệt, ngăn lại chư hoàng công kích tiếp được mũi tên. Tử Xuyên, Giang Tuyết lướt thư sinh tuổi trẻ bên người, đột nhiên tâm thần an bình xuống. La Thiên nghiêng đảo cũng dừng lại, chậm rãi phục hồi như cũ. Nàng vừa rồi liền muốn liều chết chiến một trận, đem La Thiên mang tới. Ở trong La Thiên khôi phục trạng thái vô địch chi thân, bất quá cử động lần này cũng là cực kỳ nguy hiểm. Nếu La Thiên bị phá,
nàng cũng sẽ bị phá vỡ hoàng đạo cực cảnh mà thân tử đạo tiêu. Địa ngục chư hoàng. Giang Nam từ trên mặt bọn chúng đảo qua, mỉm cười nói: đã lâu không gặp rồi. Ồ, Sâm La lão ca ca ở đâu rồi? Sâm La chết rồi. Hậu thổ phàng cất bước mà ra, cười lạnh nói: Huyền Thiên giáo chủ, ngươi là một thần quân, xem náo nhiệt cái gì? Nơi này là chiến trường của chư hoàng chư đế, không được phép ngươi làm càn. Hey, sao? Sâm La lão ca ca chết rồi ư? Giang Nam sắc mặt mang bi ai, thở dài, ánh mắt chuyển động, từ trên mặt các ma hoàng đảo qua, lạnh nhạt nói: các ngươi là địa ngục chư hoàng sao? Các gia hỏa đã từng bị ta đánh cho vãi cả ra quần, rõ ràng dám xưng hoàng sao? Chư hoàng giận dữ, chỉ nghe Giang Nam cười ha ha nói: các ngươi, cái bọn cặn bã này, ta muốn đánh 10 cái. Trên đầu vai của hắn, tiểu nãi hoa kia ôm hổ lô tím, so với mình còn muốn cao hơn rất nhiều, âm thanh như trẻ sơ sinh nói: ta cũng muốn đánh 10 cái. Chư hoàng cùng chư đế trầm mặc, tiểu nãi hoa trên đầu vai Giang Nam kia nghiêm trang, không có chút ý tứ nói dẫn chút nào. Bất quá hắn nói chuyện cắn chữ còn có chút không rõ rệt, nhận thức chăm chú, thật sự lặp lại nói: ta thật sự muốn đánh 10 cái, ta cảm thấy được ta có thể đánh mà. Chư hoàng đối với tiểu hoa nhi này không rảnh mà để ý, ánh mắt từng người rơi vào trên người Giang Nam. So sánh với tiểu hoa nhi này, bọn hắn chú trọng Giang Nam nhiều hơn. Bên trong chư hoàng vây công Giang Tuyết, hoàn toàn chính xác có rất nhiều người đều cùng Giang Nam từng có giao thủ, ví dụ như Càn Chí, Băng Liên, Nguyên Ma, Hậu Thổ Phảng. Những tồn tại này lúc còn là ma đế cũng đã cùng Giang Nam tranh đấu mấy trận. Lúc ấy bọn họ là ma đế cảnh giới vây công Giang Nam, nếu là một chọi một, bọn hắn không một người nào là đối thủ của Giang Nam. Mà bây giờ bọn hắn đã thành tựu ma hoàng. Ma hoàng ký thác hoàng đạo bên trong thiên đạo, tác động thiên đạo chiến lực, cùng lúc trước so sánh với tự nhiên không thể so sánh nổi, để cho thực lực của bọn hắn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Càn Chí ma hoàng, Băng Liên ma hoàng chỉ là ký thác nửa khuyết hoàng đạo, thực lực tăng lên không lớn, mà Nguyên Ma thì là ký thác cả hoàng đạo. Hậu Thổ Phảng càng là ký thác 54 đạo hoàng đạo, thực lực tăng lên biên độ to lớn, làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Thực lực của hắn có thể nói là gần với Sâm La ma hoàng bên trong địa ngục chư hoàng, thậm chí so với Ly Sử ma hoàng, Tử Viên ma hoàng còn muốn cao hơn một bậc. Bởi vì hắn có được lục đạo hoàng đạo cực cảnh phân thân, một người liền tương đương với 6 hoàng đạo cực cảnh cường giả. Lúc trước bọn hắn không địch lại Giang Nam, mà bây giờ Giang Nam ngay cả thần đế cũng không có thành tựu, liền nói khoác không biết ngượng, nói mình có thể đánh bọn hắn những ma hoàng này 10 cái. Càng làm cho người tức đến dạ dày đau xót chính là tiểu A Nhi trên đầu vai Giang Nam, nhìn như vừa mới sinh ra được không bao lâu, rõ ràng cũng nói khoác không biết ngượng, nói cũng muốn đánh 10 ma hoàng. Phải biết rằng ma hoàng chiến trong sân tổng cộng cũng chỉ có 24 người. Sâm La ma hoàng cùng Minh Giới ma hoàng bị giết đi, hôm nay chỉ còn lại có 22 người. Vậy mà hai gia hỏa hung hăng càn cấy này, rõ ràng một hơi muốn đánh 20 ma hoàng. Thật sự để cho người không biết nên nói hắn to gan lớn mật, hay là e sợ cho mình bất tử cho nên chủ động tìm đường chết đây. Chư hoàng nhìn hắn hẳn là loại sau: tỷ tỷ, các ngươi lên thú thúc giục đạo kim ngọc ban để ta đối phó địa ngục chư hoàng. Giang Nam ánh mắt chớp động cười nói: ta đánh 10 cái, hắn đánh 10 cái, còn thừa lại 2 cái ma hoàng với tư cách là hàng khuyến mại, cho không, các ngươi chỉ cần thúc giục đạo kim ngọc ban áp chế Minh Hải vạn ngục ấn là được. Một trận chiến này chúng ta không đến nỗi thua đâu. Giang Tuyết tinh tế dò xét tiểu nãi hoa trên đầu vai của hắn, lộ ra vẻ nghi hoặc, thấp giọng nói: là cái này sao? Giang Nam gật đầu cười nói: đúng vậy. Giang Tuyết lộ ra sắc mặt vui mừng, phi thân thoát ly chiến trường. Bọn người Hậu Thổ Phảng, Ly Sử ma đế lập tức phi thân lên ngăn trở. Lại vào lúc này, thân hình Giang Nam quét ngang, ngăn ở trước người chư hoàng. Hậu Thổ Phảng, 6 ma hoàng gầm lên, các loại hoàng đạo cực binh cùng hoàng đạo đại thần thông oanh xuống. Hậu Thổ Phảng, lục đạo phân thân đã ở một phát công kích này, cộng thêm ngũ hoàng khác, cái công kích này là mãnh liệt bậc nào đây? Các loại quang cùng sắc, các loại đại đạo, các loại chấn động hủy diệt ở trong nháy mắt đem Giang Nam cùng tiểu bất điểm trên đầu vai của hắn bao phủ. Oanh! Từng đạo công kích rơi xuống, Giang Nam như trước đứng ở bên trong chấn động khủng bố, thân hình bất không bất diệt, ngật ngưỡng đứng không ngã,
mà tiểu nãi oa trên đầu vai của hắn vậy mà cũng kháng trụ một lớp công kích khủng bố này. Không chỉ kháng trụ một lớp công kích khủng bố này, thậm chí trong cơ thể tiểu tử này còn có vô cùng tiên quang hướng ra phía ngoài phun dũng, hóa thành 53 đạo tiên đạo vô cùng thuần khiết. Tiên đạo bay múa, hình thành các loại tiên gia chi bảo dị tượng. Tiên lâu chấn động, tiên tháp chấn áp, tiên trung chấn động, tiên đỉnh phun dũng. 53 chủng pháp bảo dị tượng đem chi hoàng công kích hết thảy bức về, ngược lại chính bọn hắn bay tới. Hậu thổ phảng, ly xỉu, bố thần, càn trí, băng liên, nguyên ma, nguyên một đám kêu rên, bị công kích của mình đâm vào trên người, nguyên một đám thổ huyết. Đón lấy tiên đạo chi uy quét tới, bành bành tiếng nổ mạnh truyền đến, từng kiện hoàng đạo cực binh vỡ vụn, nguyên một đám thân hình bị quét bay, lao ra khỏi phạm vi minh hải vạn ngục ấn bao phủ. Hậu thổ phảng cùng lục đạo phân thân của hắn hung hăng nhập vào bên trong hư không, ly xỉu cùng bố thần một đầu trồng nhập minh hải, trong minh hải vạn ngục ấn, mà càn trí băng liên cùng nguyên ma thì hơi yếu. Ba ma hoàng đâm vào đạo kim ngọc bàn, bành bành nổ tung, máu tươi bô lên đạo kim ngọc bàn, huyết hồng một mảnh. Tràng diện lập tức an tĩnh lại, các tồn tại cổ xưa nhao nhao hứng tiểu nãi oa trên đầu vai giang nam kia mà nhìn lại, kinh nghi bất định. Vừa rồi bọn hắn đều cảm ứng được cỗ chấn động kinh khủng đến cực điểm này. Đó là tiên đạo chân chính chấn động, không giống với giang nam cùng thiếu hư luyện ra chủng loại tiên đạo kia, cũng bất đồng với đạo vương cùng đô thiên, mà là tiên nhân luyện thành tiên đạo chính thức, bao trùm trên vạn đạo, hoàng đạo. Giang Tuyết thừa cơ thoát ly chiến trường, toàn lực thúc dục đạo kim ngọc bàn, mà Tịch Cứng Tình cũng thừa cơ cùng hoàng tổ bay lên phong thần bảng, khống chế thiên giới phong thần bảng cùng đạo kim ngọc bàn chung một chỗ đối kháng minh hải vạn ngục ấn. Hung nguy của minh hải vạn ngục ấn lập tức lọt vào áp chế, cái này là lần đầu tiên lọt vào áp chế. Chẳng lẽ là tiên nhân đến thế gian sao? Nguyên ma thánh mẫu rung giọng nói, thiếu hư trong mắt tinh quang chớp động, đột nhiên xuất hiện ở bên người vô ưu ma hoàng, quát tháo một tiếng. Quanh thân thập đại tiên đạo hết thảy dũng mãnh vào tiên cung trong tay vô ưu ma hoàng. Tiên cung ở hai người thúc dục mở ra, uy năng càng cường đại hơn. Ô hay một tiếng, hứng tiểu oa nhi trên đầu vai giang nam kia mà vọt tới. Thiếu hư một mực chưa từng tham chiến, mà đã đứng ở trên không minh hải vạn ngục ấn, nhìn chung quanh chiến trường. Lúc này thấy giang nam hùng hồ mà đến, tuy phòng ngự của giang nam làm hắn kinh dị, thế nhưng tiểu oa nhi này mới là nhân vật để cho hắn cảm giác đến khủng bố. Bởi vậy tiên đạo của hắn cổ đãng, toàn diện thúc dục uy lực của tiên cung, phải tất yếu đem hồ thiên tiểu oa nhi mà bắn chết đi. Hồ thiên tiểu oa nhi kêu sợ hãi, giang nam đem tiểu oa nhi này tế lên, chủ động nghênh tiếp một mũi tên này. Ầm ầm, 53 đạo tiên uy, uy năng bộc phát lần nữa, tiên quang giống như thủy triều về phía trước bay tới. Thiếu hư cùng vô ưu ma hoàng thổ huyết, từng người bị xông bay. Giang Nam cười ha ha, thân hình lao ra, hồ thiên tiểu oa nhi vừa vặn rơi vào đầu vai của hắn, ôm lấy hồ lô tím hình dáng bình sữa liền hướng trên ót hắn đập một cái, hầm hầm mà nói: "Bất thiếu, nghịch đồ, lấy ta làm tấm mộc ư? Đánh chết ngươi cái đồ bất thiếu này, thanh lý môn hộ này." Giang Nam hồn nhiên không để ý, sau một khắc xông qua bên người tinh quang đại đế cùng cửu tiêu đại đế, phóng tới nguyên ma thánh mẫu đang cùng địa hoàng giao chiến, đánh tới trầm giọng nói: "Hai vị đạo hữu đi thúc giục tiên giới phong thần bảng cùng đạo kim ngọc bàn đi." Tinh quang đại đế cùng cửu tiêu đại đế lập tức bay lên, từng người thoát ly chiến trường. Giang Nam một trưởng hướng nguyên ma thánh mẫu chụp được, một trưởng này chi uy khủng bố vô cùng, nguyên ma thánh mẫu không thể không ngăn cản, thân hình hai người đại chấn. Địa hoàng đại đế thừa cơ nhảy ra khỏi chiến trường, có thể thở dốc được. Nguyên ma thánh mẫu giận dữ, hoàng đạo quanh thân toàn lực bộc phát. Giang Nam ha ha cười, lại đem hồ thiên tiểu oa nhi tiến lên nghênh tiếp một kích này của nguyên ma thánh mẫu. Nguyên ma thánh mẫu kêu lên sợ hãi, bị hồ thiên tiểu oa nhi hộ thể tiên đạo tung bay, không biết bay đi về nơi đâu. Giang Nam ở trong chiến trường mạnh mẽ đâm tới, trong khoảnh khắc liền liên tục hướng địa ngục chư hoàng thống hạ sát thủ, khiến cho chư hoàng không thể không ra tay ứng đối. Bất quá công kích của bọn hắn vừa mới công ra, Giang Nam liền lập tức đem hồ thiên tiểu oa nhi tế lên, đánh bay các ma hoàng. Rút cục thông ngu, cảnh thiên, minh thổ các đế nhau nhau thoát khốn, từng người thoát ly chiến trường, toàn lực thúc dục thiên giới phong thần bảng cùng đạo kim ngọc bàn, áp chế uy năng của minh hải vạn ngục ấn. Giang Nam phóng tới huyền hoàng lão tổ, mười ma hoàng vây công huyền hoàng lão tổ, nhau nhau nhượng bộ. Huyền hoàng lão tổ cũng thừa cơ bay lên, lại không bay về phía thiên giới phong thần bảng
cùng đạo Kim Ngọc Bàn, mà là bay về phía đạo Vương, cùng đạo Vương liên thủ công kích Đô Thiên Thần Đế. Đô Thiên Thần Đế vốn so với đạo Vương yếu hơn một phần, hơn nữa Huyền Hoàng lão tổ vị này có thể chống lại 10 ma hoàng cự đầu, liền lập tức tràn đầy nguy cơ. Địa Ngục Chư Hoàng từng người ổn định thân hình, xoay người đánh tới với công Giang Nam. Chỉ thấy bóng người tung bay, tiên đạo bộc phát, các ma hoàng nhao nhao kêu rên bị đánh bay ra ngoài. Giang Nam sát nhập bên trong Minh Hải Vạn Ngục Ấn, phóng tới tế đàn, ý định phá hủy tế đàn này. Tế đàn như trước đang lóe lên quang mang, oanh kích bầu trời, câu thông tiên giới. Chư Hoàng hoảng sợ, kiên trì giết đến, ngăn cản hắn tiếp cận tế đàn. Nhưng có Hồ Thiên Tiểu A Nhi, các ma hoàng chỉ cần phát ra công kích sẽ bị tiên đạo trong cơ thể Hồ Thiên Tiểu A Nhi phản kích lại, bị đánh bay ra ngoài, căn bản không cách nào ngăn trở cước bộ của hắn. Chư Hoàng hận đến ngứa răng ngứa lợi, lại không thể làm gì. Giang Nam khoảng cách tế đàn càng ngày càng gần, đột nhiên trong cái khe tiên giới lại truyền đến chấn động kịch liệt, một ngụm tiên trung tràn ngập tiên uy bay thấp xuống. Khẩu tiên trung này vậy mà tràn ngập uy năng của tiên đạo vô cùng khủng bố. Còn chưa rơi xuống, chuông lớn liền đột nhiên cạch một tiếng chấn nổ. Oanh! Bầu trời bị chấn vỡ vụn, tiên uy cuồn cuộn phóng tới Giang Nam. Cái này dĩ nhiên là đại nhân vật bên trong địa ngục ma tiên thúc giục tiên trung, thôi phát uy năng khẩu tiên trung này, ý đồ đem Giang Nam cùng Hồ Thiên Tiểu An Nhi cùng một chỗ chấn giết, cứu vãn trận đại chiến này. Thật không biết xấu hổ mà, đường đường là một tiên nhân, rõ ràng là còn hướng hạ thần ra tay. Giang Nam nghiêm nghị nộ quát một tiếng, xếp bằng mà ngồi, hai tay ở trước ngực nặn ra một ấn pháp cổ quái. Hồ Thiên Tiểu An Nhi thì ngồi ở trong song trưởng của hắn. Duy ta bất không! Giang Nam quát lớn, uy năng tiên trung lao xuống, hư không đột nhiên tan vỡ, bao phủ hắn cùng Hồ Thiên Tiểu An Nhi chung một chỗ. Mà bên trong cái tan vỡ kia, từng đạo tiên đạo phóng lên trời, đón cái khẩu chuông lớn kia phóng tới. Cạch cạch cạch! Khẩu tiên chuông kia chấn động không dứt, bị xông đến càng ngày càng cao. 53 đạo tiên đạo chi uy triệt để bộc phát ra, quay chung quanh tiên chuông không ngừng chấn động. So với vừa rồi, Chư Hoàng gây ra lực phản chấn càng mạnh hơn nữa, mạnh gấp mấy ngàn lần không ngớt, ầm ầm đem tiên trung đụng thủng tiên giới hàng rào, đánh vào trong tiên giới. Trong cái khe tiên giới lập tức truyền đến một tiếng kêu đau đớn, tiên huyết cuồn cuộn từ trên trời giáng xuống, máu chảy thành sông. Đại nhân vật bên trong tiên giới kia thình lình lọt vào trọng thương. Trong cái khe, một cỗ tức giận sát ý vô cùng kinh khủng phô thiên cái địa vọt tới. Chỉ nghe đại nhân vật bên trong ma tiên kia cả giận nói: yêu nghiệt hạ giới! Cạch! Tiên trung xuất hiện lần nữa, ầm ầm chéo rơi. Giang Nam kêu rên, khóe miệng tràn máu. Hồ Thiên Tiểu An Nhi cũng héo đốn đến không chịu nổi, từng đạo tiên đạo hạ xuống trong cơ thể, thân hình nho nhỏ cũng che kín vết dạn, cơ hồ bị một tiếng chuông này mà đánh chết đi. Tiên nhân thì như thế nào đây? Giang Nam nổi giận quát tháo một tiếng, tử tiên hồ lô trong ngực Hồ Thiên Tiểu An Nhi bay lên. Quanh thân Giang Nam vô số đại đạo hết thảy vào bên trong tiên hổ lô, nghênh tiếp tiên trung bay xuống. Hai kiện bảo vật tao ngộ, uy năng tiên hổ lô lập tức bộc phát ra. Uy năng khẩu tiên trung kia lao xuống, hai kiện bảo vật chạm vào nhau, tiên trung đột nhiên chia năm xẻ bảy. Bất không ấn! Tiên đạo dư uy lao xuống, thân hình Giang Nam hở ra, đem Hồ Thiên Tiểu An Nhi lọt vào trọng thương hộ ở trước ngực, xóa đi tiên đạo dư uy. Oanh! Thân thể hắn chấn động, phía sau lưng nổ tung, mà Hồ Thiên Tiểu An Nhi trong ngực lại lông tóc không bị tổn thương gì. Giang Nam thổ huyết, một bước tầm đó vượt đến bên trên tế đàn. Lại vào lúc này, chỉ thấy khe hở tiên giới vỡ ra càng lúc càng lớn. Một bàn tay tràn ngập tiên quang, tiên đạo từ trong cái khe thỏ ra. Cái bàn tay này rơi xuống, lấy tay đem tử tiên hồ lô nắm ở trong tay, sau đó tiếp tục rơi xuống, hướng Giang Nam cùng Hồ Thiên Tiểu An Nhi trong lòng ngực của hắn mà chộp tới. Đại nhân vật bên trong địa ngục ma tiên đối với tử tiên hồ lô cùng Giang Nam, Hồ Thiên Tiểu An Nhi đều rất là hiếu kỳ, rất muốn bắt hết thảy, tinh tế mà nghiên cứu. Vỡ cho ta! Giang Nam trùng trùng điệp điệp dậm chân, tế đàn dưới chân chia năm xẻ bảy, Minh Hải ầm ầm chấn động, cơn sóng gió động trời mọi nơi bay đi. Tế đàn vỡ vụn, tế tự chi lực lập tức biến mất, đoạn đi lực lượng tiên giới. Bàn tay kia có chút dừng lại, không kịp đi bắt Giang Nam, ngược lại hướng tiên giới thẳng đi. Lại vào lúc này, liền thấy khe hở tiên giới đột nhiên khép lại, chỉ nghe xoẹt một tiếng, bàn tay lớn kia bị chặt đứt khuỷu tay, từ tiên giới mà rơi xuống. Cái tiên thủ kia rơi xuống đất hóa thành một nam tử hình dung cao cổ,
trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, hiển nhiên vẫn còn kinh ngạc tại sao tay của mình lại bị chặt đứt. Tiểu bối hạ giới quả nhiên có chút kỳ tài. Hắn vừa nói đến đây, sau một khắc, nắm đấm của Dương Nam hung hăng nện ở trên mặt của hắn, đưa hắn một quyền nện bay. Tại tiên giới, bên trong Tử Tiêu Tiên Cung có ý chỉ truyền ra, một thanh âm trầm trọng vang lên. Thước Phong, ngươi mang theo thư của ta đi gặp Hộ Thổ Tiên Vương, cùng hắn lý luận một chút đi. Bên ngoài tiên cung, một vị tiên đồng không người lĩnh chỉ, lúc này hóa thành một đạo tiên quang, xẹt qua từng tòa đại thiên thời không. Bất quá không bao lâu, liền đến Hộ Thổ Tiên Cung, không người nói. Thước Phong dâng tặng Tử Tiêu Tiên Vương chi mệnh, tiến đưa thư của Hộ Thổ Tiên Vương, kính xin thông báo. Nữ tiên đồng Hộ Thổ Tiên Cung cười nói, sư huynh chờ cho một chút đi, ta đi vào thông báo một tiếng. Bất quá không bao lâu, nữ tiên đồng kia đi ra cười nói, Thước Phong sư huynh, mời. Thước Phong đi theo, nhập vào Hộ Thổ Tiên Cung, bái kiến Hộ Thổ Tiên Vương, dâng lên tiên chỉ của Tử Tiêu Tiên Vương. Hộ Thổ Tiên Vương xem phong thư này, chỉ thấy Tử Tiêu Tiên Vương ở trên thư có nói, lúc trước tiên đế cung truyền xuống ý chỉ, huyền đô cổ tiên kiếp số đã đủ, không được tham dự trong đó. Khi đó Tử Tiêu cùng Hậu Thổ đạo huynh ước định thế lực dưới trướng, từng người không được nhúng tay vào tranh đấu của hạ giới, đều do thiên mệnh, miễn cho làm trò cười trong người trong nghề. Hôm nay dưới trướng Hậu Thổ đạo huynh có người nhúng tay vào tranh đấu của hạ giới, trái với ước định, Tử Tiêu sợ đạo huynh không xem xét kỹ, hư mất hòa khí của Bát Tiên Vương. Hậu Thổ Tiên Vương nhìn một lần, hé miệng cười nói, Tử Tiêu, cái cỗ giả này, cho rằng ta keo kiệt, nhúng tay hạ giới tranh đấu sao? Không khỏi cũng quá không đem khí độ của ta xem ở trong mắt rồi. Sóc Nguyệt, ngươi đi dò tra một chút cuộc là ai tham dự tranh đấu của hạ giới kia, dặn dạy vài câu, nó là ý chỉ của ta, để cho bọn hắn không nên quá phận, miễn cho trên mặt ta lúng túng. Nữ tiên đồng kia lĩnh mệnh quay người rời đi. Hậu Thổ Tiên Vương hướng Thức Phong cười nói, Tử Tiêu đạo huynh gần đây đang quan sát hạ giới tranh đấu hay sao? Thức Phong tiên đồng vội vàng nói, lão gia ngẫu nhiên liếc mắt nhìn, cũng không phải thường xuyên xem. Hậu Thổ Tiên Vương cười nói, Tử Tiêu sư huynh tức giận rồi, ta đối với hạ giới chi tranh liền nhìn cũng không liếc mắt nhìn, hắn lại thường xuyên chú ý, không phải là đệ tử của hắn ở hạ giới hay sao? Cần gì để ý cẩn thận như vậy, e sợ cho đệ tử của mình thua, cẩn thận như vậy không khỏi làm cho người ta chế nhạo rồi. Lại nói, nữ tiên đồng Sóc Nguyệt kia đến một tòa tiên sơn, dưới tiên sơn kia lại có một cái đại thiên thời không, trên tiên sơn có một tòa tiên cung, mấy tiên nhân tụ tập ở bên cạnh một tòa ngọc trì bên trong tiên cung. Cầm đầu là một vị tiên nhân, tuy nhìn như tuổi không lớn lắm, thế nhưng cùng phàm nhân và ma tộc hạ giới đều có chỗ bất đồng, cốt cách thanh kỳ, toát ra một cỗ khí tức cổ xưa. Chư tiên khác đối với hắn rất là tôn kính, chỉ là trên mặt người này ẩn chứa nộ khí, hiển nhiên vì sự tình nào đó mà tức giận. Sóc Nguyệt đi vào trong cung điện tiên sơn, cung kính hướng tôn tiên nhân kia chào hỏi, âm thanh cung kính nói, Thái tử, tiên vương có mệnh, cho các ngươi không được quá mức. Tử Tiêu tiên vương đưa thư cho tiên vương, đối với cử động của ngươi rất là phê bình. Tiên nhân cầm đầu kia đúng là tồn tại, cánh tay đoạn đi, nộ khí vẫn không tiêu, nghe vậy khẽ giật mình nói, Tử Tiêu tiên vương sao? Hắn làm sao biết được chuyện này? À đúng rồi, lão gia hỏa kia cũng lo lắng đệ tử của mình thất bại. Sóc Nguyệt, vương nương nói như thế nào? Sóc Nguyệt lắc đầu nói, tiên vương chỉ cần ta dăn dạy ngươi vài câu như vậy, miễn cho trên mặt nàng lúng túng thôi, cái khác chưa nói gì. Thì ra là vậy. Vị tiên cung thái tử kia cười nói, vương nương chỉ cần ta không trực tiếp nhúng tay vào, nhưng không có nói không được đem tiên khí đưa đến hạ giới, người nói lại với vương nương, nói ta đã biết rồi. Vô liêm sỉ, ngay cả ta người cũng dám đánh sao? Vị thái tử kia nổi giận, nhưng lời này lại không phải nói cho Sóc Nguyệt, mà là nói với Giang Nam. Tế đàn bị Giang Nam đánh nát, đã đoạn đi cùng tiên giới liên hệ, thế cho nên đã thông tiên giới hàng rào, khép lại chặt đứt hắn một tay. Cái tay này vừa mới hóa thành một phân thân, liền bị Giang Nam hung hăng nện ở trên mặt, để cho tiên cung thái tử nổi trận lôi đình. Tại hạ giới, Giang Nam một quyền
đem bàn tay tiên cung thái tử biến thành phân thân đánh bay, dò xét tay khẽ vẫy, nguyên thủy chứng đạo kiếm xuất hiện trong tay, một kiếm hướng tiên cung thái tử phân thân đâm tới, lạnh lùng nói: "Tiền giới đại nhân vật có thể tự mình ra trận, liền có thể khi dễ người hay sao?" "Vô liêm sỉ!" Tiên cung thái tử tức giận hừ lạnh một tiếng, đưa tay điểm hướng nguyên thủy chứng đạo kiếm, lạnh lùng nói: "Ngươi có biết ta là ai không?" Oanh! Nguyên thủy chứng đạo kiếm tách ra uy năng, vậy mà vào trong hư không, mở thiên địa, mờ mờ ảo ảo, có xu thế một kiếm đâm ra một mảnh thiên địa nguyên vẹn. Hôm nay thực lực của Giang Nam vô cùng cường hoành, tuy nguyên thủy chứng đạo kiếm như trước không cách nào dung hợp bất không đại đạo, thế nhưng chiến lực của hắn dĩ nhiên đã là một trong những cường giả cao cấp nhất chư thiên vạn giới cùng địa ngục vạn giới. Sự cường đại của hắn trong một kiếm này triển lộ không thể nghi ngờ. Bất quá một kiếm cường đại như thế ở thời điểm đụng phải ngón tay của tiên cung thái tử kia liền lọt vào trọng thương, thế giới trong kiếm quang bắt đầu sụp đổ sụp xuống. Thực lực tiên cung thái tử thật là bá đạo, quá cường đại, mặc dù là chư hoàng chư đế cũng không cách nào nhìn qua bóng lưng của hắn. Bàn tay của hắn biến thành phân thân như trước cường đại, làm cho người khác run rẩy, làm cho người ta phải tuyệt vọng. Giang Nam vừa rồi có thể đem một quyền oanh ở trên mặt của hắn, đánh bay hắn, chỉ là may mắn, chỉ là đã chiếm xuất kỳ bất ý. Mà bây giờ hắn chăm chú, Giang Nam là không cách nào đâm trúng hắn, thậm chí ngay cả mình cũng có thể chết đi. Tiến đăng tế. Thời điểm nguyên thủy chứng đạo kiếm, kiếm quang sắp sửa hoàn toàn bị phá hủy, đột nhiên một đầu tiên đằng xoẹt một tiếng bay lên, bang một tiếng đem tiên cung thái tử chói rắn rắn chắc chắc lại. Tiên cung thái tử giận dữ, toàn lực tránh đi. Bất quá tiên đằng kia nội hàm 53 đầu tiên đạo, mặc dù chân thân của hắn đến đây cũng chưa chắc có thể giãi dụa được, huống chi chỉ là một bàn tay biến thành phân thân đây. Bành! Một quyền khác của Giang Nam oanh ra, hung hăng nện ở trên mặt của hắn, đem mặt tiên cung thái tử đánh cho vặn vẹo, nghiêng nghiêng bay lên. Tiên cung thái tử vừa sợ vừa giận quát lên: Ngươi lại dám sao? Bành! Giang Nam lại một quyền hung hăng nện ở trên mặt của hắn, làm nhiều việc cùng lúc, một quyền đón lấy một quyền hung hăng nện xuống. Hắn có được bất công đại đạo hộ thể, thân thể mạnh dĩ nhiên có thể sánh ngang tiên nhân. Dùng đối chiến tiên đạo dư âm, đối chiến hơn 10 hoàng đạo công kích, ngay cả tiên cung bắn ra cũng có thể bắt lấy. Tiên cung thái tử tuy cực kỳ cường đại, nhưng bị trói buộc rắn rắn chắc chắc, dựa vào lực phản chấn trên mặt là không cách nào chấn hắn tổn thương được. Chỉ trong nháy mắt, Giang Nam liền chém ra không biết bao nhiêu quyền, đem vị thái tử phân thân này đánh cho không thành hình người. Tiên cung thái tử bị hắn sinh sinh đánh vào mông, chân thân ở phía xa tiên giới tức giận đến thân hình run rẩy. Những nắm đấm này của Giang Nam nện ở trên mặt phân thân của hắn như là nện ở trên mặt chân thân hắn, để cho khuôn mặt của hắn nóng rát. Phân thân của hắn bị Giang Nam dùng quyền đầu sinh sinh đánh về nguyên hình, hóa thành một chỉ tiên thủ, như trước bị tiên đằng buộc chặt không cách nào đào thoát được. Ta muốn giết ngươi! Trong tiên thủ truyền đến tiếng gầm lên giận dữ. Giang Nam mi tâm lóe lên, đem tiên thủ này tính cả tiên đằng cùng một chỗ thu nhập bên trong tử phủ. Hắn thầm nghĩ: đánh không chết cái tên này vẫn là lưu lại chậm rãi luyện hóa vậy. Hiện tại vẫn là cùng chư hoàng chiến một trận quan trọng hơn. Tại tiên giới, tiên cung thái tử mặt âm trầm, ngay cả đại thiên thời không dưới tiên sơn kia cũng trở nên trời u ám, lôi điện nảy ra khủng bố vô cùng. Ở bên trong tiên cung, mấy tiên nhân ngơ ngác xem tiên chỉ trước mặt. Cảnh tượng ở bên trong tiên chỉ đúng là chẳng cảnh Giang Nam hành hung tiên cung thái tử phân thân. Mấy tiên nhân hai mặt nhìn nhau, đột nhiên một vị tiên nhân thỏ tay phất một cái, đem hình ảnh ở bên trong tiên ao quấy tán nói: điện hạ, không cần phải nói gì. Tiên cung thái tử hừ lạnh một tiếng, giơ tay lên nói: ta không xem xét kỹ, thế cho nên ăn thiệt thòi nhỏ, bị hạ giới làm nhục thể diện. Lần này là ta chủ quan, lần sau liền sẽ không như vậy. Địa ngục chiếm đoạt chư thiên đang mang trọng đại, nếu thành công, hộ thổ nhất mạch chư tiên ta liền có thể nhiều ra 20 vị. Một trận chiến này không thể cho mất được. Chư vị, các ngươi còn có biện pháp câu thông hạ giới hay không? Mấy tiên nhân khác chần chừ thoáng trong giây lát nói: hạ giới tế đàn bị hủy, hôm nay rất khó câu thông với tiên giới, ngay cả tiên khí cũng rất khó tiến đi.
tiên nhân chúng ta muốn hạ giới cũng phải mạo hiểm, nguy hiểm thật lớn. Lúc xuyên qua tiên giới tất nhiên sẽ gặp đến tiên phạt. Thực lực càng cường đại, tiên phạt càng nặng. Cưỡng ép hạ giới mà nói, chỉ sợ đạo quá sẽ bị tiên phạt phá hủy. Tiên cung thái tử khẽ nhíu mày, đột nhiên một ma tiên suy tư nói: nếu là có thể xác thượng giai ở hạ giới, ngược lại có thể luyện thành phân thân cho điện hạ. Dùng thực lực của điện hạ, ngoại trừ đạo vương cùng đô thiên, những người khác điện hạ cũng có thể quét ngang được rồi. Chỉ là đi đâu tìm thể xác như vậy là cái vấn đề đây. Một ma tiên khác con mắt sáng ngời cười nói: thiếu hư kia đúng là một tiên thể. Thiếu hư không được. Tiên công thái tử quả quyết nói: vương nương đối với hắn cực kỳ coi trọng. Người này là tụ tập địa ngục đại khí vận mà sinh ra, tương lai thành tựu phi phàm. Nếu ta luyện hắn thành phân thân, vương nương chỉ sợ sẽ thật sự tức giận rồi. Vị ma tiên kia nhíu mày thở dài nói: nếu nói như vậy liền chỉ có đi tìm tiên nhân gì thế rồi. Chỉ là hạ giới cẩn cỗi chi địa bậc này, ở đâu có tiên nhân gì thế đấy. Tiên cung thái tử cũng nhíu mày không thôi, đột nhiên nhớ tới một chuyện nói: tạm thời không cần để ý tới việc này, ta đi gặp vương nương, thỉnh nàng mở ra lục đạo, đem tiên khí đưa đến hạ giới, cứu vãn chiến cuộc này. Đột nhiên nữ tiên đồng tên là Sóc Nguyệt kia phản hồi nói: điện hạ, tiên vương nói nàng là vì ngươi lặng lẽ mở ra một lối đi. Bất quá Tử Tiêu tiên vương rất là keo kiệt, bảo ngươi cẩn thận làm việc, không thể làm quá mức được. Tiên cung thái tử đại hỷ cười nói: có thể tiến đưa tiên khí hạ giới cũng đủ để đem chút ít loài bò sát chư thiên kia tàn sát hết rồi. Mà vào lúc này hạ giới chiến đấu đã đến thời kỳ cực kỳ mấu chốt. Đạo vương huyền hoàng vây công đô thiên thần đế. Vị đô thiên thần đế này mặc dù là hỗn độn cổ thần, thế nhưng bị đánh cho lọt vào trọng thương. Mà bên kia bọn người Tịch Cứng Tình, Giang Tuyết toàn lực thúc giục thiên giới phong thần bảng cùng đạo kim ngọc bàn hai đại tiên khí chấn áp Minh Hải vạn ngục ấn, hạn chế uy năng của Minh Hải vạn ngục ấn. Tam đại bảo vật đối kháng oanh kích đến bầu trời liên tục sụp đổ, bầu trời cũng trở nên càng ngày càng cao, mờ mờ ảo ảo, đã cùng La Thiên cân bằng, thậm chí có xu thế siêu việt hơn La Thiên. Mà Giang Nam thì cùng Hồ Thiên Tiểu Nãi Hoa chung một chỗ, đối với Chư Hoàng đánh đập tàn nhẫn, Chư Hoàng không thể ngăn cản, liên tiếp bại lui. Một trận chiến này bởi vì Giang Nam tham dự, một phương chư thiên đã đại chiếm thượng phong. Đột nhiên hư không lần nữa chấn động, chỉ thấy lại là tiên uy chấn đãng, một kiện tiên bảo rơi xuống, hình như là kim luân, chia làm lục đạo, rơi vào trong tay của Hậu Thổ Phảng. Đó lấy từng kiện tiên bảo từ trong cái khe tiên giới nhau nhau chuyển lạc, hướng trong tay địa ngục Chư Hoàng rơi đi. Hồ Thiên Tiểu Oa Nhi ngẩng đầu nhìn bức dị tượng này, âm thanh như trẻ sơ sinh nói: tiên giới đại nhân vật thật sự không biết xấu hổ mà. Từng kiện tiên khí chuyển lạc hướng về trong tay Chư Hoàng. Nếu cầm trong tay những tiên khí này, thực lực Chư Hoàng tăng nhiều, coi như là đạo vương cũng không thể thừa nhận nhiều tiên khí như vậy vây công, đạo vương cũng sẽ nuốt hận mà thu tràng. Giang Nam cũng không khỏi cau mày, nhiều tiên khí như vậy nếu rơi vào trong tay Chư Hoàng, đánh vỡ bất không thân thể của hắn là chuyện tình tất nhiên. Bất không đại đạo tuy mạnh nhưng còn không có cường đại đến trình độ có thể đối chiến nhiều tiên gia chi bảo như thế. Lại vào lúc này, một cái đại thủ từ tiên giới thỏ ra, nhẹ nhàng một vòng săn bằng khe hở tiên giới, lập tức không có tiên khí rớt xuống. Hậu Thổ đạo hữu không khỏi có chút quá không nhân hậu rồi. Bên ngoài bầu trời truyền đến một thanh âm cao viễn lạnh nhạt nói: nói không nhúng tay vào lại còn nhiều lần nhúng tay như vậy. Ở trong nháy mắt ngắn ngủi này liền có nhiều đến 8 kiện tiên khí từ trong tiên giới chuyển lạc. 8 kiện tiên khí đã đủ để cải biến chiến cuộc. Cự đầu trong tiên giới đấu pháp thế nhưng dốc sức liều mạng lại là chúng ta. Tiên hổ lô khởi. Kính thưa quý vị, tập 256 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.